Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của Man Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ quyết định làm một cái video dài 80 tiếng để mình chơi cái game củ liền này. Thiệt tình luôn. Là mình chơi từ level 1 đến level 30. Mình sẽ quyết tâm phá đảo đó ngày hôm nay. Quách bị lạch. Hai thằng, ba thằng. Người nhảy tới đây, bắn cơ nhảy từ đầu mày nè. Hả đầu. Một thanh niên với con kangaroo. Người nhảy. Sức mạnh của người nhảy, bé ta kêu. Đủ tâm mi tình. Quá dữ. Mình làm từ level 1 tới level 30 luôn nha anh em. Tới level 30 luôn đó. Đây level super người kiến. Người kiến nè, dưới đây. Tao dán con kiến vô đầu mày luôn nè. Mày nè, à người dơ à. Người dơ mày dám giỡn mặt với người kiến à. Rồi thật ra con dơ nó bự hơn kiến đúng không nè. Quá trời best man. Yeah. Nói chung là tôi lên được level người dơ rồi. À dạ. À đu. Đứng lại bạn thân ơi. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra kiếp người mày hả. Level hút level thứ 9 rồi. Level 9 này lấy chân chơi đi. Thằng chân chân hả. Chân dân này này thì chân dân kiếm chút tôi nè. Vậy ta, chân dân thường nói cái gì ta? Quên rồi. À, ông kể là ông có một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Vậy ta. Và sau đó tất nhiên là khi đó tôi thấy một cái luồng ánh sáng. Tôi thấy chúa xuất hiện. Rồi có một cái luồng ánh sáng kỳ lạ. Thì là chúa nhìn về phía tôi với trái tim màu hồng cái gì đó. Cậu xin ông kể cái gì đó ta. Tôi chỉ nhớ cái vụ mà thằng hai vụ thôi. Tôi chỉ nhớ là cái vụ mà ông đòi bắn thằng hai vụ thôi. Hai vụ hả mày? Vô dân quá hả mày? Tao bắn mày à? Đậu xanh á. Ấy đâu quan. Thằng áo đen. Để mà Thanos. Nè có ai đi coi Infinity War không? Thanos nè. Tôi không nghĩ là thằng Thanos chỉ có tuyệt chiêu lấy cái găng tay đập vào đầu người ta vậy thôi. Cục súc. Đây gọi là Thanos cục súc nhất vũ trụ. À bãi cứ lấy trên cherry. Không ra. Venom lên level 3 lên rồi. Yeah và Latinum. Một thằng nữa đã nằm xuống. Một thằng nữa ra đi. Yeah, tao là lên level đen thui thì mày hả? Một thằng nữa, hai thằng. Quá nhiều cái legend cherry cho một lần. 46 kill liên tiếp đến từ anh Man Vlog. 47 kill. Thằng này đen thui hả mày? Đây là thần kiếm. Thần kiếm Rumananun của anh Man Vlog. Bẹp. Cái gì vậy ta? Bẹp. Vãi. Lên level 15 luôn. Tôi quên một lồ luôn. Tôi quên một nồi luôn anh em ơi. Đầu xanh đó tôi giết một lần là tôi giết theo tá luôn á. Tôi giết một tá luôn á. Một tá là 12 đúng không? Tôi chặt một lúc là 12 thằng luôn. Sau đây là đến với chuyên mục cổ tích bé nghe trên kênh channel của Man Vlog. À dạ bé xuống là chết nhắc đời. Lo chuyện cổ tích và chết nhắc luôn thì hổng lắm. Hôm nay mình sẽ kể câu chuyện là bánh trên bánh dài. Không, ngày xưa đời Hồng Dương thứ bao nhiêu đó thì tôi không nhớ lắm. Nhưng mà đời Hồng Dương thì chỉ có 18 đời Hồng Dương mà thôi. Đằng này chắc có lẽ nằm đâu đó Hồng Dương thứ 24. Ở thời Hồng Dương thứ 24 thì người ta thì vị vua có 3 thằng con trai. Vị vua bị dính virus corona chắc chết rồi. Thì vị vua mới bèn nói với 3 đứa con trai là bây giờ ta muốn truyền chức cho 3 tụi bay. Hả không? Bây giờ ta truyền chức cho 3 tụi bay với điều kiện là tụi bay phải làm ra cho tao được một cái bánh. Nghe có vẻ là phi lý lắm, làm cái bánh được làm mẹ gì quan gì vua. Mà giờ tao vẫn truyền chức cho tụi bay. Ok. Thì làm anh nhất tên là Lan Liễu. Anh thứ hai tên là Giang Mai, anh người em bốn tên là Lan Liêu. Phải Lan Liêu trong gì? Lan Liêu. Ok bà đi, tôi cũng không biết là tên gì hết, tôi không biết là thằng Lan Liêu đi ông ra mà không biết phải thằng đó Lan Liêu không. Cứ gọi đại đi. Đó, ở thằng anh thứ nhất đi về nhà làm bánh. Không, nguyên liệu của anh chàng trai thứ nhất là 3 ký đồng tròn, 4 ký vàng mã. Đó, những cái nguyên liệu tinh chất từ núi Himalaya, chất đá Himalaya. Không, đem về tinh chất là luyện ra được một cái loại bánh đó là bánh hột sòn 18 kg. Với tác dụng là ăn vô ối chì vậy luôn. Người anh thứ hai thì không hơn người thứ nhất. Người thứ hai lên rừng. Lên thẳng trên rừng luôn. Hái những loại thảo mộc như là kim chi nè, bách thảo, nhựa cây, vỏ dừa, vỏ sầu riêng, vỏ mít. Sau đó anh ấy phấy đảo lại, anh ấy trộn lại, anh ấy làm nên một cái bánh gọi là bánh sầu riêng, vỏ mít, hột dừa. Có thể nói là cái bánh ve chai. Còn cái người em thứ ba tuy là ngu dốt bọc sinh nhưng mà vẫn không biết là lấy thịt heo đi làm như tiếp. Nãy lúc đầu là tính nó nấu một nồi cơm nhưng mà thấy nồi cơm rất là bình thường nên nãy đang trong lúc nấu cơm mà nãy sáng kiến ra một cái là anh sẽ trộn cơm với thịt heo luôn. Nãy làm như là cám lợn ấy. Anh trộn vô xong anh lấy đi đem đi luôn. Đó. Thì cuối cùng ra được một cái bánh như cực cức. Nhưng mà người ta vẫn gọi cho anh ấy đặt lên cái bánh là bánh chưng, bánh dài. Một cái cục bánh chân thì là cục cước vuông, còn bánh dài thì là cục cước hình tam giác. Đó, giống như cái bánh ú vậy đó. Sau đó thì anh ba người tham gia lên. Không.
hai người anh gì là làm cái bánh quá dở, làm bánh không, thật ra không giống một cước bằng người anh thứ ba, nhưng mà vẫn làm bánh không thể ăn được. Riêng người anh thứ ba mặc dù ốc heo cấm lợn nhưng mà vẫn làm được một cái món bánh ra ra gì đó. Ông vua mới khen khen thưởng, ồ con trai của ta đúng là con trai của ta, nên là nhà vua trao chức cho thằng này sớm. Câu chuyện đến đây là hết nha, tức là bàn đó làm câu chuyện bánh chưng bánh dài thôi, nó xuất hiện cái bánh chưng bánh dài thôi, còn vua là thằng này sớm nha, thằng này sớm được chức vua đó. Còn thằng khốn nạn trên dưới dí tôi hoài kìa anh em, đậu xanh đó chắc cho một bài học quá. Mày nè một bài học nha con, nhớ đời nha, nhớ mặt tao đó, đậu xanh và chí dí tao chiếc bồ kêu quá ga kêu. Mày thì người lửa nè, bén ta kêu. Lẽ giờ 21 anh em Philip. Ồ quá dữ. Với hình dạng siêu nhân này nãy có thể cân ngồi mặt trận. Ồ nãy hơi bự bự nha. Cái đầu bự như vậy thì dễ bị đánh trúng lắm, dễ bị ông thư não lắm. Mày nè. Tôi ước gì bây giờ trong còn trận đấu chỉ toàn là mấy thằng level 1 thôi. Hôm qua đúng quyết chế luôn anh em mà tự nhiên thằng nào nó hồi sinh ra, nó hồi sinh ngay chỗ tôi đứng luôn. Cái đập tôi chết luôn. Đúng nhắm địch luôn anh em à. Tự nhiên nó xuất hiện ngay trước mặt tôi. Rồi tôi chết. Làm như thế nó được cái phép tia level 1 của ông Goku sao á. Cái bé bụp cái tôi chết đậu xanh á, thiệt là cái trò chơi khốn nạn mà. Tao đang làm youtuber đó, mày phải biết tao làm youtuber nha, mày đừng có đùa với tao như vậy hả. Game gì mà lỗi gì dạ, với thành cái thanh thần kiếm màu xanh le này nãy sẽ phá đảo vũ trụ, phá đảo thế giới ảo nè. Không chặt chặt hai chặt quả đã kêu ba chặt bốn năm chặt quả dữ lẽ vào 22 xuất hiện biến hình. Đăng 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 chết bà mày rồi. Tụi bay ăn hành rồi con à. Mày bay thì level 20 với chúng tôi nè. Thằng trên đây nữa. Tụi bay muốn chống đối hay gì? Muốn chống đối với tao à? Level 14 mà chống đối với tao à? Mày nữa. Còn thằng dưới đây nữa. Tao nhìn thấy dưới đây là có một thằng nào đó. Level 17 à. Mày thì 20, mày thì 21 luôn. Đậu xem mày chạy với tao. Chạy nè. Tha rút nè. Tha rút tụi gì? Tha rút tụi gì? Tha rút tụi gì? Đậu xanh mặc dù tôi đặt thằng Joker nhưng mà tôi nói là thằng tha nút à, đậu xanh đó. Cái thằng đó cũng hỏi không phải là thằng tha nút luôn. À da, à da level 22 nha, mày giỡn mặt nè. 23, level 23, biến hình. À rồi, anh Yên cầm 4 cái đèn neon đi khắp nơi, soi sáng đèn phố. Em cầm đèn đi khắp phố phường, đèn neon với đèn neon. Hai em có 4 cây đèn neon. Này tôi hát bài hát ý nghĩa ghê này mà. Quá ý nghĩa luôn. Quá hay, nè em vỗ tay cho anh em Vlog nào. Level 23 đây, anh ấy còn 7 level nữa là anh ấy lên được level 30. Quá dữ, quá dữ, Yahoo. Oh man. Ơi đậu xanh, thôi phải né mày này ra. Cùng level với tao thì tao né tụi bay ra. Không thể chơi được với mấy thằng cùng level. Mình phải giữ mạng chứ anh em à. Giữ lại cái mạng sống của mình. Không, chơi còn xanh, đồ ăn còn nhiều, kẻ yếu còn nhiều, kẻ mạnh thì ít. Chúng ta né mấy thằng mạnh mạnh ra. Phải không, tự nhiên tụi nó bất chợt xuất hiện trước mặt mình như vậy thì đường đâu mà đỡ được. Đậu xanh á, à thằng Venom, Venom. Ủa bây giờ tôi sẽ chém liên tục luôn, mất công có cái thằng làm què nào nó đứng trước mặt tôi cái nó vết luôn cái luôn. Ủa sao level 13 mà gáy à, gáy gáy với chúng tôi này, thằng 19 này nữa. Không, anh đội cái nón màu đen màu vàng trước là đất kinh bôi và cầm bốn cái bóng đèn tức là đất kinh bôi. Đất kinh bôi nè, đậu xanh mà dẫn mặt tao hả. Hả đâu chứ đây, tập trung nông cố vào là kinh cho đông vào. Này thì flash với chúng tôi nè, này thì rốt rider nè. Một cây vô đầu hết, này là tôi dán vô đầu mày nè. Tao dán cái bóng đèn vô đầu mày nè. Đậu xanh mày nè. Yeah, đây là cục gì tôi không biết nữa nhưng mà nó rất ê ê ê, động hàng nha. Mày lại chỗ giỡn mặt với chúng tôi vậy. Mày lại chém tao à. Xanh tụi này không biết là trời cao đất dày là như thế nào đây. Đây là 24 đó mày. Lê bà 24 đó mày. Đậu xanh đào muốn luộc rồi mày giỡn mặt hả. Mày nè, mày nè, mày nè giỡn với tao à. Đâu rồi với chúng tôi vậy. Anh phát biểu như thế nào. Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi. Lẽ bà 24 đó mày. Mày nè. Thằng 21 này nữa. 20 mà giỡn mặt, 20 mà trẻ trâu với chúng tôi vậy. Lẽ bà 21 có thể là tôi nói nhân vật này nhân vật gì tôi không biết nữa. Nhìn rất là giống đội trưởng Mỹ nhưng mà rất Sida giống đội trưởng Campuchia. Hay nói là thằng này đội trưởng ở phía quân đội hoàng gia Á đâu, lẽ bà 21 luôn. Đâu mày sợ mình lẽ bà 24 là mình sợ thằng nào lẽ bà 21 nữa. Đúng cái đầu ra đây. Đúng cái đầu ra đây. Đúng cái đầu ra đây. Lẽ bà 25. 25. Đây là vào ngày hôm qua mình đã ngưng lại. Mà nó không thể tiến quá được. Đây là level 25 của anh Mem Vlog. Anh cần hết được mà. Mày đại đồ với chúng tôi và hai thằng luôn. Cần hai thằng cùng một lúc luôn. Mày hả? Một thằng từ xa. Sắp lên level 26 rồi mặc dù còn nửa cây nữa. Nhưng mà anh cân được. Anh lo được. Tôi nói chú rồi. Tôi nói với các chú rồi. Ừ, hồi hộp phải rứt ra. Lại tôi chém một cây tôi muốn rớt tim ra ngoài luôn. Hồi hộp quá anh em ơi.
Ôi trời ơi, cái cảm giác mà cầm cây đập nó mà đập hụt á, đậu xanh á, rung 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 luôn. À đâu, trên đây có thằng level 22 nè, sắp lên 26 rồi nha. Bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh anh em ơi, tụi lên level 26 rồi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh các chú ơi, bình tĩnh nè. 26 26, ồ nhìn rất giống ninja luôn, cả mà giật rất là dài đó, không ui mặn đồ luôn. Thôi để đập đầu mày với đập đầu cá chê vậy đó. Con cá chê nè, con cá chê nè, cây này khó đập quá ta. Đó, đứt bồ kêu, quá ngon quá ngon. Đâu 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 đâu, thằng trên đây tao thấy một thằng vô cơ, vô cơ vô vô cơ nè. Ủa cái cây này như quơ hết bản đồ luôn anh em ơi, thôi quơ liên tục đi. Không, không cần biết em là ai, không cần biết em ở đâu, anh sẽ quơ vô đầu em nè. Thằng vô cơ làm dán vô đầu mày nè, tao dán vô đầu mày luôn. Ở đâu 20 nè, level 20 mà đùa với tao nè. 21 với 22 nè. Đậu xem mấy thằng trẻ trâu nè, trẻ trâu có đâu, trẻ trâu có đâu, trẻ trâu có đâu, trẻ trâu có gông nè. Giỡn với tôi sao được, anh giỡn với tôi vậy. Thằng level 23 nữa, mấy thằng 22 23 nữa. Cái cây này khó chém ghê ta. Để level 27 đi nào, để đổi cây khác đó. Level 27 con nhị khúc, con nhị khúc nè, thọc thọc vô cái đầu mày nè. À đâu sao mình có một con mắt vậy anh em, đậu xem nó tôi bị chọt anh em ơi, tôi không biết được. Tôi chỉ có một mắt thôi, tôi bị chiếm thị rồi, tôi bị tàn tật rồi sao? What the fuck man, sao tự nhiên tôi lên level 27 cái tôi bị tàn tật vậy? Đậu xanh đó, thằng này đó, mày hả? Mày thằng lấy mà qua nữa, đậu xanh mấy thằng nhóc nhỏ này, tấu hài hả mày? Mày tấu hài hả mày? Một cái cây vô đầu cho mày tỉnh ra nè. Đâu? À wow, phải đề cao cảnh giác với mấy thằng này nha. Lần trước là mình ngưng lại level 28, không lẽ lần này, thật lẽ lần này ngưng lại level 29 thì sao? Không thể nào mình phải phá được kỷ lục. Ồ, level 30 là level full rồi. Phải chơi cho anh em biết là level 30 là lạ nó như thế nào chứ. Bắt đầu cũng xanh đó. Tôi biết là anh em cũng không có level 30 lắm, nhưng mà giờ hơi bị khó nha, Cái tụi này giờ nó căng quá nè. Giờ này nó căng nè. Phải dán cái cây vô đầu đó. Dán cái cây vô đầu đó. Level 28. Level anh em mong chờ đây. Level này là gọi là Wonder Woman. Thì nói tiếng Việt là Wonder Woman, không? Nhân vật có vú trong siêu anh hùng. Đó, cây kiếm rất là dài nha. Thằng đỏ và cầm cu ru à. Người đá hả mày? Mày thì người đá với tôi nè. Là 28 rồi. Thơ thấy thì Việt Nam và quốc tế rất ít người lên được level 30 ha. Tôi thấy ít video nào mà thơ thấy là level 30 lắm nha. Tôi sẽ là một trong những người đầu tiên lên được level 30 cho mấy chú coi. Mấy chú sẽ được mở rộng tầm mắt trong cái giây phút hân hoan này. Mém xíu tôi chém hụt rồi. Tôi hồi hộp quá anh em ơi. Hậu xanh đó. Trời ơi tôi chém hụt. Mém xíu tôi chém hụt rồi. Trời ơi. Bình tĩnh thôi anh em à. Chu vô đây nấp. Bình tĩnh thôi. Mình phải bình tĩnh thôi anh em em à. Đậu xanh đó tôi rung quá anh em à. Tôi rung quá đi. Mày nói là tôi rung quá đó mà. Ồ chui xuống đây nè. Để chết một cái là ăn cướp luôn. Ăn cướp luôn đó. 22 nè. 23 nè. 25 nè. Sắp lên 29 rồi. Trời ơi, đừng có xuất hiện vòng đi nữa. Má yếu tim lắm, tao bị yếu tim đó, tụi bay đừng có đụng tao, trời ơi. Đậu xanh nó phải đi nấp gấp thôi. Đậu xanh nó đi sát đường. Ê ơi, nó lại bằng lại bầu mình, chạy. Chạy, anh gì ơi. Bình tĩnh tụi bay ơi. Đã sắp lên level 29 rồi, tụi bay bình tĩnh đi. 29 rồi. Anh sắp 29 rồi. Ồ, 29 level Deadpool. Deadpool anh em à. Yeah. Tôi thích thằng Deadpool này lắm nha. Deadpool thánh mượn chúng ta. Deadpool cùng Katana. Quá dữ, Deadpool nha. Lần này là Deadpool đầu đỏ nè, Deadpool nè. Anh chặt cho mày thấy cảnh nè. Chặt. Không mệt đó. Mày hả? Này thì 25 với chúng tôi nè. Đậu xanh mày thì 25 nè, quá gơ kêu. Đây mà 29. Anh ấy sẽ tỏ nắng và một lần anh ấy lên tiên luôn. Tôi tốn rất nhiều thời gian cho video này. Anh mong các bạn hãy like và share và ủng hộ tôi đi nào. Các bạn có biết là chơi tới level 30, level 29 là khó thì nào không hả? Nhưng mà chắc chắn là level 30 sẽ nằm trong tay của mình rồi. Không lẽ giờ tôi chết. Không, vậy là giờ tôi chết thì xui lắm luôn á. Có thể giờ tôi chết là tôi đập bàn phím luôn á. Tôi về nhà tôi ngủ luôn á. Không quay video nữa. Giờ chết cái là xó kinh luôn á. Giờ không lên level 30 chắc xó kinh luôn á. Đậu xanh á đâu Deadpool thôi. Á nó bị giết rồi. Mày hả? Mày dám giết Deadpool của tao à? Mày thì level 22. Láo nè. Láo với chúng tôi nè. 29 rồi.
29 rồi, bớ bà con ơi, tôi 29 rồi. 29 rồi. 29 rồi, trời ơi, 29 rồi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Nếp vô, nếp vô, hồi hộp, hồi hộp. Vậy phút hồi hộp kinh quang. Bắt đầu, tà đăng, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh thôi các vấn đề ơi. Đó, lâu lâu mình phải dò dò sát trên đây, có thằng nào trên đây không? Rồi, rồi, rồi. Chiến công hiển hách. Một thằng nữa, một sát nữa. Một sát nữa thôi là mình sẽ lên level 30. Một sát nữa. Một thằng nữa. Để bọn 30 là thằng gì đây, nhìn nó lạ quá chứ. À, tôi không biết là thằng này làm gì luôn. Lên được nữa không ta? Lên level được nữa không? À, hình như lên level được anh em ơi. Lên được, lên được, lên được. Lên được level khác luôn. What the hell? What the hell man? 30 mà con, 30 mà con level khác nữa hả? Cái gì đây? Ở đâu xanh đó. Tôi đó giờ tôi tưởng level 30 là mát rồi chứ. Tôi tưởng 30 rồi mát rồi chứ. Ủa phải không ta? Hay là đầy cây rồi nó ngừng lại ta? Đâu xanh đó. Chưa biết là có level 31 không hả? À, đây nè ơi. Chưa biết là có 31 hay không đó. Động xanh xung quanh đây toàn anh hùng siêu anh hùng cấp đo không à. Xem sao mình nó ảo diệu vậy ta. Nhìn cái siêu anh hùng này nè, phết vải cứt ra nhìn nó kìa. Tôi không biết thằng này có tồn tại trong cái thế giới siêu anh hùng nữa. Mày thì đang vào 23, 25 nè. Đầy cây này không biết có lên 31 không nữa. Hay dạ. Chắc là có cho lên chứ hả. Không lẽ mày đẩy đầy cây về cho vui hay sao hả. Tôi không biết nữa nhưng mà tôi sẽ cố gắng lên là 31 cho anh em coi. Động xanh đó tôi thấy là 30 là full rồi mà. Tại làm sao? Tại làm sao mà? Tại làm sao mà? Mà cái ống nó vẫn chạy vậy hả? Có phải chăng? Có phải chăng là có level 31? Hay dạ? Mày thì con cóc nhái được nè, con cóc nhái được nè. Con cái như nè, tắt điện đi. Tắt điện đi. Đậu xanh là mày tắt điện đi. Nè nè nè, tắt điện nè. Đùa với chúng tôi nè. Đây rồi, thằng cóc da xanh gì đây nhỉ? Cóc da xanh, cóc da xanh nè. Đồ mày nữa à. Tăng ta đăng ta đăng, tăng ta đăng ta đăng, tăng ta đăng tăng 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 tăng. Mày vô đầu nè. 30 rồi. Em được 30 rồi nha. Được với em là 347 sát, 347 sát anh em được là 30. 30 rồi. Ơi. Một cái pha xuất thần ảo lay đến từ anh em. Hay đâu, tao đéo lay nữa đâu. Tao chạy đây. Tao chạy đây. Tao là một con người chết nhé như vậy đó. Đậu xanh đó. Ngu gì? Ngu gì chiến tranh với tụi bay thì bị để tụi bay đập chết. Tao lâu lắm, tao khó khăn lắm tao mới lên định là 30 chứ đâu phải là tao giỡn đâu. Đập ổ tao quơ đại muốn chết người nữa kìa. What the fuck man? Ồ, sức mạnh của level 30 có khác đó anh em. Quân đại cũng chết người nữa. Kinh thật. Một sát nè. Một sát nữa nè. Không sao anh em ơi. Long thần sẽ hồi sinh cho chúng ta. Long thần sẽ hồi sinh cho chúng ta. Hồi sinh trong thần. Đậu xanh hồi sinh ngay chỗ gì cảm vậy. What the fuck man. What the fuck man. Level 31. Có level 31 hay không? Có level 31 hay không? Hình như là méo có level 31 rồi. Đậu xanh đó tôi hồi sinh trong thần làm gì ta. Ôi trời ơi. Vậy là 30 là full nha anh em. Full nha anh em ơi. 30 là full level nha. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ cho các anh em rồi. Cái đậu xanh đó. Ngày hôm nay tôi phải khổ cực dữ lắm luôn á mới hoàn thành nhiệm vụ này được á. Full level là 30. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video kế tiếp để phá đảo một game khác.